Xin chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi xin được nói về vợ Hoài Linh là ai. Có khá nhiều người hiểu lầm rằng Việt Hương và Hoài Linh là hai vợ chồng. Nhưng thực ra, cả hai chỉ là anh em tốt và đã có gia đình riêng của mình. Danh hài Hoài Linh kết hôn năm 29 tuổi với người đẹp xứ Dừa tên Thanh Hương. Hoài Linh quen biết Thanh Hương trước khi qua Mỹ. Cô làm việc tại quán karaoke mà ông hay lui tới hát. Cảm mến ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã bị chinh phục với sự chân thành và giản dị của ông. Cả hai quyết định tiến tới hôn nhân và do nghệ sĩ Ngọc Dầu làm chủ hôn. Năm 1997, Hoài Linh bảo lãnh Thanh Hương sang Mỹ để chung sống. Đặc biệt, Hoài Linh còn ra một CD tên Tình Karaoke để kể về cuộc gặp gỡ của hai vợ chồng. Vì tính chất công việc, ông thường đi sớm về khuya, người ở trong nước, người ở ngoài nước, nhưng Thanh Hương luôn dốc lòng hết sức vì gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống ổn định, bình yên là vậy, nhưng sau 14 năm kết hôn, Hoài Linh Thanh Hương chia tay nhau trong im lặng và không có lý do nào. Khi nói về vợ cũ, Hoài Linh luôn dành lời khen hết mực, luôn chăm lo gia đình, con cái và hết mực yêu thương chồng. Dù không hoạt động nghệ thuật, nhưng cô luôn đứng sau ủng hộ. Ca sĩ Hà My tự nhận vợ Hoài Linh, lên tiếng giữa drama với bà hàng Canada. Mới đây, trang cá nhân được cho là nữ ca sĩ Hà My tự nhận người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh cũng tiếp tục lên tiếng bênh vực, đồng thời hé lộ phản ứng nam danh hài giữa bão drama. Cụ thể, ca sĩ Hà My tâm sự: "Ôi sao đêm dài khó ăn giấc, vì suy nghĩ, rất đắn đo khi quyết định việc này, nhưng đã đến hôm nay rồi thì phải lên tiếng. Cho dù anh, người mà em vẫn thường gọi là chồng, có nhìn em bằng ánh mắt tức giận hết cuộc đời này, thì em vẫn chấp nhận." Người yêu một thời của nam danh hài còn cho biết cô không thể để chồng mình chịu đựng nỗi đau âm thầm mỗi ngày khi mà liên tục bị người khác nói nặng. Thà là em một lần mạnh dạn lên tiếng với anh trước mọi người vì câu nói của anh. Anh không lên tiếng không phải vì anh sai, sẽ có ngày anh cũng gặp chị Phương Hằng để giải bày, ca sĩ Hà My nói thêm. Bên cạnh đó, người vợ chưa được công khai của anh Hoài Linh, theo nguyên văn Facebook Hà My viết, còn cho biết sẽ làm sáng tỏ tất cả mọi chuyện trong livestream sắp tới. Dù cho nghệ sĩ Hoài Linh có xem cô là vợ như đã từng xem trong thời gian vừa qua hay không, cũng không quan trọng. Ca sĩ Hà My sinh năm 1968 tại Cà Mau. Cô sinh trưởng trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, khi có bà là tài tử cải lương Chí Danh, bà Năm Cần Thơ, cha mẹ là cặp nghệ sĩ Tấn Đạt, Kim Hà, còn cậu dục là danh ca Thái Châu. Ca sĩ Hà My đã sớm có sự nghiệp ca hát lẫy lừng. Gia đình Hoài Linh và những người con nuôi. Hoài Linh và Thanh Hương có hai người con là Võ Lê Thành Vinh, 1990, và một cô con gái út, ca sĩ Phương Trang, và ca sĩ Dương Triệu Vũ, là em dục của Hoài Linh. Ngoài ra, Hoài Linh có nhiều con nuôi, được biết đến nhiều nhất có lẽ là Hoài Lâm và Cao Hữu Thiên. Những người con nuôi của ông gồm bé Nguyệt Cát, con của nghệ sĩ Thúy Nga, bé Ben, Hoài Sơn, Thái Chân, Hoa hậu Phạm Hương, nghệ sĩ Hà Gia Bảo, bé Vu, con gái nghệ sĩ Hồng Tơ. Hoài Linh còn có em nuôi là diễn viên Thiên Bảo và cháu nuôi là diễn viên Võ Đăng Khoa. Chúng tôi hy vọng những chia sẻ trên sẽ mang lại cho các bạn những kiến thức bổ ích và lý thú. Nếu các bạn có bất kỳ một mối quan tâm, một ý kiến đóng góp hay thậm chí một lời phàn nàn nào đó, các bạn vui lòng comment phía dưới video này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe, sẵn sàng đón nhận và cảm ơn chân thành đến các bạn. Xin các bạn hãy giúp đỡ chúng tôi bằng cách nhấn vào nút đăng ký, like, share để kiến thức được lan tỏa. Cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn.